tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh nhân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa và lòng con nước mừng. Với tiếng hát hào hức niềm tin, với anh mắt đồng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn vàng đi tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống cùng hòa chung trong tình hiền nhân, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh nhân hồ vờ, được cùng nhau bên Chúa và lòng con ước mơ. Anh chị em tạm ngồi. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng hợp ý với những anh chị em xin cầu nguyện và xin lễ. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Ba Đấng, xin cho người thân được ơn hoán cải, xin như được ý Chúa và xin Chúa cất bệnh tật và những đau đớn thể xác. Xin Chúa ban hòa bình cho người dân Ukraine, xin cho gia đình bình an và xin cho vợ chồng người anh hòa thuận thương yêu nhau. Xin Chúa chữa lành bệnh cho ông cố, cho cha mẹ, cho ông cháu và người anh và các bệnh nhân. Cầu nguyện cho 3 người bị Covid, cầu nguyện cho 1 gia đình ở Mỹ bị Covid. Cầu nguyện cho cha Du Xe, cho linh hồn Du Xe hôm nay an táng. Linh mục Phêrô Maria Vũ Đức Học, linh hồn Phaolô, 7 linh hồn Maria, Anne Maria, An Tôn, ba Anna, ba Giuse, Anne Teresa, ba Phêrô, ba Lucia và ba linh hồn Lorenzo, các linh hồn ông bà cha mẹ tổ tiên, các linh hồn bồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn qua đời vì dịch tễ và chiến tranh, các linh hồn, các tu sĩ, các linh mục. Anh chị em đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thượng. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta nài xin ơn Chúa tha thứ tội lỗi. Và ngày hôm nay, ngày thứ tư trong tuần, chúng ta kính Thánh cả Giuse. Nguyện xin Thánh Giuse chuyển cầu cho chúng ta. Còn bây giờ, để dâng thánh lễ cho sốt sắng và để dâng lời cầu nguyện cũng như tạ ơn Chúa cho xứng hợp, chúng ta hãy ăn năn thống hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước Hòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ thánh danh. Vì những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Thượng tế Hemkia nói với thư ký Sapan rằng: Tôi tìm thấy sách luật trong nhà Chúa. Hemkia trao sách cho Sapan đọc. Rồi thư ký Sapan đến cùng vua và thuật lại cho vua rằng: Tôi tớ vua đã thu lượm sổ bạc dâng cúng trong nhà Chúa và trao cho đốc công nơi đền thờ Chúa để phát lương cho thợ. Thư ký Sapan cùng thuật cho vua rằng: Tư tế Hemkia đã trao cho tôi cuốn sách. Thư ký Sapan đã đọc sách trước mặt vua. Khi nghe lời sách luật Chúa, vua liền xé áo mình rồi truyền cho tư tế Hemkia và Ahia con Sapan, Akoha con Mika và thư ký Sapan cùng Asaya người hầu cận vua rằng: Các ngươi hãy đi hỏi ý Chúa cho trẫm, cho toàn dân và cho nhà Giuđa về các lời sách vừa tìm thấy. Cơn thịnh nộ của Chúa đối với chúng ta nặng nề lắm, vì cha ông chúng ta không tuân giữ các lời trong sách này. Họ thuật lại cho vua các lời của Chúa. Bấy giờ vua sai đi triệu tập các trưởng lão Giuđa và Jerusalem đến cùng vua. Vua lên đền thờ Chúa với những người thuộc chi tộc Giuđa, toàn thể dân cư Jerusalem, các tư tế, các tiên tri và toàn dân lớn bé. Ông đọc cho mọi người nghe sách, nghe lời sách giao ước đã tìm thấy trong nhà Chúa. Vua đứng trên bệ ký kết giao ước trước mặt Chúa, để ai lấy đi theo Chúa cùng hết lòng hết sức tuân giữ các huấn lệnh, các lề luật và nghi lễ của Chúa. Họ làm sống lại các lời giao ước đã ghi chép trong sách này. Cả dân đều chấp nhận bản giao ước. Đó là lời Chúa. Bao con đường lối thánh trí Ngài. Lạy Chúa, xin dạy bao con đường lối thánh trí Ngài. Lạy Chúa, xin dạy bao con đường lối thánh trí Ngài, để con tuân giữ cho bằng triệt để. Lạy dạy con để con vâng theo luật pháp Ngài và để con hết lòng tuân giữ luật đó. Lạy Chúa, xin
bao con đường nơi thánh chi ngài. Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị ngài, vì chính trong đường lối này con sung sướng. Xin nghiêng lòng con theo lời ngài nghiêm huấn, và chớ để con sa ngã vào chỗ lợi danh. Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ ngài. Xin cho con ngoảnh mặt khỏi thấy cánh phù vân, xin cho con được sống noi theo đường lối Chúa. Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ ngài. Này đây, con khao khát huân lệnh của ngài, theo lượng công minh ngài, xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ ngài. Alleluia, alleluia. Chúa ban, nếu ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến mà ở trong người ấy. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: hãy coi chừng các tiên tri giả, họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng. Đó là lời Chúa. Bài tin mừng hôm nay là một trong những bài tin mừng mà Chúa Giêsu đã phá đời sống của những nhà lãnh đạo tôn giáo. Chẳng hạn như có lần Chúa Giêsu bảo dân chúng rằng: những kẻ lãnh đạo như các biệt phái, các kinh sư, các luật sĩ ngồi trên tòa Môi-se giảng dạy, thì các ngươi cứ nghe lời giảng của họ, nhưng đừng có nhìn cuộc sống của họ. Bởi vì họ sống xấu lắm, cho nên nhìn cuộc sống của họ, chúng ta sẽ không thể có được một đời sống tốt được. Họ giảng dạy điều tốt, điều hay, họ dựa trên Kinh Thánh, dựa trên lời Chúa, dựa trên lề luật, cho nên những điều đó họ dạy thì hay. Hoặc có lần khác Chúa bảo rằng: đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha. Đừng gọi ai dưới đất là Chúa, vì các ngươi chỉ có một Chúa, một Thầy mà thôi. Là một trong những bài giảng Chúa Giêsu nhắm đến những người lãnh đạo. Trong đó bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu bảo: các ngươi hãy coi chừng những kẻ là tiên tri giả, nó đội lốt chiên, nó đến với các ngươi, nhưng
thực chất nó là sói dữ. Cho nên cũng chính vì những điều này, đúng hơn chính vì những lời dạy này mà anh em chúng tôi, thưa anh chị em, từ cả hàng giám mục xuống tới hàng linh mục là những người được phân công cho lãnh đạo trong giáo hội. Chúng tôi được gọi là những nhà lãnh đạo tinh thần của anh chị em, của con người. Nhưng biết đâu chừng chúng tôi mang bộ mặt bên ngoài, hay nói như Chúa Giêsu có lần Chúa bảo đó, như tôi vừa mới nhắc đó, ngồi trên tòa giảng dạy thì tốt, có lẽ không có linh mục nào, không có giám mục nào mà đứng trên tòa giảng mà nói những lời sai, nói những lời tầm bậy, nhưng chưa chắc cuộc sống của họ thì không sai, chưa chắc cuộc sống của họ thì không tầm bậy. Và vì thế thưa anh chị em, phải chăng đó là lúc chúng tôi đang sống một đời sống của một thứ tiên tri, nhưng là tiên tri giả hiệu? Phải chăng đó là chính lúc mà Chúa Giêsu mắng cho, Chúa bảo rằng đó là những kẻ đội lốt chiên? Cho nên lời của Chúa nghe như anh chị em vẫn nghe thì thấy nó không có gì, thì thấy nó nhẹ nhàng. Nhưng khi tôi vừa phân tích thì quả thật không nhẹ tí nào. Không chỉ là anh chị em giáo dân cần được giảng dạy, cần được hấp thụ giáo lý của Chúa, cần được có một đời sống đức tin dựa trên căn bản là chính lời, là chính sự sống, là chính gương lành của Chúa mình. Không chỉ như thế mà còn hơn thế, đó là hàng linh mục, đó là những nhà lãnh đạo tinh thần trong giáo hội, chắc chắn phải sống như vậy. Không còn bao xa, ngày thứ sáu này chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Hội Thánh mời gọi các linh mục sống đời sống của mình theo kiểu mẫu của Thánh Tâm. Không cớ gì mà Hội Thánh lại đi mời gọi các linh mục nhìn ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu và đặt Thánh Tâm, đặt ngày lễ của Thánh Tâm làm ngày cầu nguyện cho hàng linh mục. Không cớ gì như thế, bởi trong Hội Thánh đã có nhiều những gương mặt linh mục không ra linh mục, đã có nhiều những vị lãnh đạo không ra lãnh đạo, đã có nhiều những kẻ được coi là lãnh đạo tinh thần, được coi là đứng ngồi trên tòa môi sen để giảng dạy, nhưng không xứng hợp với những điều mà họ giảng dạy, bởi họ sống khác với điều họ giảng dạy. Cho nên cũng chính vì thế mà ngày lễ Thánh Tâm nói riêng, trong tháng Thánh Tâm này nói chung, chúng ta ý thức đến đời sống đức tin của mình. Trước hết từng người một học lấy bài học dịu hiền, khiêm nhường và vâng phục thánh ý Chúa, như Thánh Tâm Chúa Giêsu đến nỗi đổ máu mình, đến nỗi thà chết chứ không thà đánh mất ơn cứu rỗi của trần thế. Chúa Giêsu là như thế, đi vào con đường của người, tất cả chúng ta sẽ là những con người phù hợp với thánh ý Chúa và chắc chắn sẽ được Chúa yêu thương như Chúa đã yêu thương người con của người vậy. Đó là cách chung từng người chúng ta, nhưng cách riêng hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu, hình ảnh của vị mục tử, tấm gương của mọi mục tử, phải là một bằng chứng sống thật sự, một bằng chứng sống động thật sự cho những ai khoác lên mình trách nhiệm hướng dẫn, giảng dạy và lãnh đạo người khác. Vì thế thưa anh chị em, chúng ta mong đợi, tha thiết mong đợi đời sống của những nhà lãnh đạo từ giám mục trở xuống phải là những con người học lấy bài học của Thánh Tâm Chúa Giêsu, khiêm nhường, hiền lành, đúng mức trong việc lãnh đạo của mình, và nhất là phù hợp với thánh ý Chúa, vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, nhưng cầu nguyện không đủ nếu mỗi người không tự ý thức để từng ngày
phát triển đời sống của mình. Cho nên một mặt mình cầu nguyện cho nhau xin ơn Chúa đến với mình, nhưng mặt khác từng người một hãy ra sức ý thức hơn nữa trách nhiệm của bản thân mình để trở nên giống Chúa Kitô, để trở nên như kiểu mẫu của Thánh Tâm, Đấng đã sống đã chết cho trần thế, Đấng đã đổ máu vì trần thế và vì thánh ý của Chúa Cha. Xin cho đời sống của từng người chúng ta và cách riêng của hàng giám mục, của hàng linh mục, của các tu sĩ luôn là những con người làm sao hiện diện ở đâu họ sẽ là hình bóng của Chúa Kitô ở đó, làm sao hiện diện ở đâu họ là chính sự nâng đỡ của loài người ở đó. Xin cho tất cả những điều đó trở thành hiện thực như chính hình ảnh của trái tim Chúa Giêsu. Họ cần phải học và cần phải nhớ những lời Chúa nói hôm nay. Coi chừng các kia ti tri giả, chúng đội lốt chiên. Thưa anh chị em, để tránh cho được khỏi đội lốt chiên, anh em chúng tôi nói riêng và tất cả chúng ta nói chung, khoác lên mình hai tiếng Kitô hữu. Chúng ta phải là những người học theo Chúa Kitô để chúng ta có được một đời sống như chính Chúa Kitô đã sống. Nếu không được như người thì ít ra cũng phải mon men đến với người, đến gần người theo kiểu mẫu mà người đã sống và đã để lại cho chúng ta, chính tấm gương hằng sống của người. Trời đất, chúc tụng của các vùng ba cho đến con vụ này là sản phẩm của nhau và công lao con người. Xin đưa lên Chúa đôi vụ này tự nhiên tự ứng chung như cho chúng ta. Và Chúa là Chúa Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa làm hy lễ đôi tay chân. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm cậy trông vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tư nguyên nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn, linh mục Giuse, linh mục Phêrô Maria, các linh hồn Phaolô Maria, Anne Maria, Anton Anna, Giuse, Anne, Teresa, Phêrô, Lucia, Lorenzo mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nô chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nô chúng con. Nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Con sắp lãnh nhận cho chúng con được sống muôn đời. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Đang Chúa ngồi vào nhà con, nhưng Chúa sẽ một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Xin máu thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình và máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.